Giá xe máy đồng loạt giảm sâu, E-Blade bất ngờ bán dưới giá đề xuất dù khan hàng, Honda Vision, SH cùng giảm mạnh. Nguồn cung ổn định trong khi sức mua yếu khiến nhiều mẫu xe máy H trên thị trường như Honda Vision, SH, E-Blade đồng loạt giảm sâu tại đại lý. Theo khảo sát, ngay từ đầu tháng 4 năm 2023, sau động thái tăng giá hàng loạt mẫu xe máy tại thị trường Việt Nam của Honda, các đại lý kinh doanh xe máy lại đồng loạt giảm giá để kích cầu và thu hút người mua trong bối cảnh nhu cầu yếu. Cụ thể, bản thể thao của Honda Vision mẫu xe ăn khách nhất của Honda tại thị trường Việt hiện đang được các đại lý chào bán với giá 39,59 triệu đồng, giảm 400.000 đồng so với giai đoạn giữa tháng 3 năm 2023. Phiên bản đặc biệt có giá 36 triệu đồng giảm 1 triệu đồng, còn phiên bản cao cấp có giá bán thực tế là 35,29 triệu đồng. Riêng phiên bản tiêu chuẩn vẫn giữ nguyên giá so với tháng trước ở mức 33 triệu đồng. Tuy nhiên, theo các đại lý, khách hàng hiện chỉ có thể chọn mua Honda Vision bản tiêu chuẩn với màu sơn đen. Đối với các phiên bản khác như cao cấp, đặc biệt và thể thao, lượng xe có sẵn khá nhiều, nhưng không đồng đều ở các tùy chọn màu sắc. Tương tự, giá bán của một số phiên bản Honda SH tại đại lý giảm mạnh, từ 2 đến 3 triệu đồng ngay từ đầu tháng 4 năm 2023. Phiên bản Honda SH 125 CBS hiện đang có giá bán 79 triệu đồng, còn bản SH 160 CBS có giá 96 triệu đồng. So với thời điểm đầu tháng 3 năm 2023, mức giá này đã giảm 2 triệu đồng. Hai phiên bản có giá bán cao nhất là Honda SH 150 ABS thể thao và SH 160 ABS vẫn giữ nguyên giá bán ở mức lần lượt là 121 triệu đồng và 116 triệu đồng. Honda SH 1 giảm mạnh nhất tới 10 triệu đồng với bản cao cấp và đặc biệt. Nếu trong tháng trước, giá hai phiên bản này giữ ở mức 75 đến 75,5 triệu đồng thì tháng này chỉ còn lần lượt là 65,5 đến 66,5 triệu đồng. Phiên bản thể thao từ 80,5 triệu đồng xuống còn 74,3 triệu đồng, giảm 6,2 triệu đồng. Dù giá giảm mạnh nhưng mức giá của mẫu xe này tại các đại lý hiện vẫn đang chênh cao từ 8 đến 10 triệu đồng so với giá niêm yết. Đối với vua tay ga, Honda SH 350i sau được giảm giá mạnh tại thời điểm cuối tháng 3 năm 2023, giá mẫu xe này hiện vẫn được giữ ở mức 130 triệu đồng, không có nhiều sự thay đổi so với trước. Đáng chú ý, tại một số đại lý xe máy Honda ở Hà Nội, mẫu xe tay ga tầm trung Honda E-Blade dù rơi vào tình trạng khan hàng, nhưng giá bán lại giảm từ 1,5 đến 2 triệu đồng so với tháng 3 năm 2023. Theo đó, Honda E-Blade 125 tiêu chuẩn đang có giá bán 42 triệu đồng, E-Blade 125 bản đặc biệt có giá 44,5 triệu đồng. Hai phiên bản cao cấp hơn là E-Blade 160 tiêu chuẩn và E-Blade 160 đặc biệt có giá bán lần lượt là 56,2 và 57 triệu đồng. Các đại lý cho biết, hiện tại cửa hàng chỉ có mỗi phiên bản Honda E-Blade 125, trong khi để sở hữu phiên bản 160 người mua phải chờ khá lâu, bởi mỗi tháng nhà máy chỉ trả hàng từ 2 đến 3 chiếc. Bên cạnh Honda, giá bán của các mẫu xe tay ga đến từ thương hiệu Yamaha duy trì ổn định và chênh lệch không quá lớn so với mức bán lẻ đề xuất. Thậm chí, các dòng xe như Latte, Genus hay Frigo giá bán thực tế còn đang thấp hơn mức niêm yết. Cụ thể, các phiên bản của Yamaha Genus đang chào bán với giá bán 28,2 đến 32,2 triệu đồng, thấp hơn tối đa 900.000 đồng so với đề xuất chính hãng. Yamaha Latte hiện dao động trong khoảng 37,8 đến 38,3 triệu đồng, còn Yamaha Frigo được bán thấp hơn 600.000 đồng so với niêm yết xuống còn 29,9 đến 33,8 triệu đồng. Ngoài ra, các hãng xe khác như Piaggio hay SYM cũng không có sự biến động về giá. Đơn cử như Vespa Primavera có giá từ 74,5 triệu đồng, Spring 125 phân khối từ 75,5 triệu đồng, Sim Attila 125 phân khối giá 32,9 triệu đồng.